Nhờ ta bắt đầu học nha. Sáng nào. Đủ chưa? Mới được đây. Chắc là đủ rồi ha. 43 người thí điểm danh sau. Nào, ta học thôi. Cuối tuần rồi. Em Vâng. ta bài này làm chưa nhỉ? Rồi. Làm chưa nhỉ? Rồi, ok. Good. Rồi. Rồi, sang bài mới. Bài này. Hai. Hai. Động cơ điện một chiều kích từ 500 kiểu đến áp V6V là 7 ohm là 30. Tính B số ma sát, tính tốc độ rotor, hiệu suất. Những cái bài này chúng ta chú ý cái gì? Nào bây giờ chúng ta sử dụng cái MATLAB chúng ta để tính. Thứ nhất là để mà tính được cái này ấy, nó đơn giản thôi, không khó khăn đâu. Tốc độ rotor tính như thế nào? Thứ nhất là ta có điện áp này bằng điện trở nhân với dòng điện cộng với số KE nhân với gì, omega. Công thức này ok không? Ừ. Quý dương ok không? Dạ dạ quá quá quá. Ok. Rồi, công thức này là một nhá. Các bạn thứ hai nữa là cái TE này đúng không? TE này đúng không? Thì cái này có ai hỏi gì không? TE bằng TL cộng BW thì có hỏi không? Bạn quyền hỏi không? Không thể ạ. Có đúng không đã? Đúng thế ạ. Bạn Thùy Dương có thấy công thức này không? Là Đó. tức là lạ hay không lạ? Không lạ. Là không lạ tức là ok rồi. Tức là ok đúng không? Bởi vì như này này, công thức là như này. Nếu mà cái B là hệ số ma sát, cho nên cái này là moment ma sát, cái này moment tải. Đúng không? Khi ta tính như này là ta tính ở chế độ xác lập. Tính là tính xác lập nhá. Thì chúng ta chú ý là tính là xác lập rồi. Thì ban đầu là gì? Nếu đúng ra TE sẽ bằng là G nhân DD nhân gì? DW trên DT đúng không? Cộng với gì? TL cộng với B nhân gì? 15 gì? Đúng không? Tuy nhiên là chế độ xác lập thì cái này bằng gì? Bằng không. Đấy, chế độ xác lập. Xác lập thì là có cái này. Suy ra này. Đó. Đấy là cái chúng ta chú ý. Thế thì từ hai công thức này
Chúng ta thay vào đây để chúng ta suy ra gì? Chia omega. Rồi, thì xóa này đi. T E bằng K T nhìn IA nhá. Suy ra là IA bằng T L cộng B O K T. Suy ra VA bằng RA nhân với IA. Cái này IA này. Cộng cái này. Rồi chúng ta rút ra W bằng cái này. Đấy. Đấy là cách chúng ta tính. Rồi. Đấu chung kiên là hỏi gì không? Ừ. Nước ta này làm sao trông có buồn buồn này. Cuối tuần trông buồn đấy. Không hoàng đâu. Thầy cho xem lại cái đề bài thầy. Cái kéo lịch này một tí ạ. Nói thầy mãi nhưng không nói. Nhá. Xong rồi đúng không? Từ cái này ta suy ra cái này, từ cái này suy ra cái này. Các bạn tính vào tay đi, cầm bút cầm vở ra tính xem đúng không. Quốc Duy ok không? Phương Nam ok không? Ok này. Ok. Sau khi ok rồi thì chúng ta cái gì? Hai là ta tính hiệu suất. Hiệu suất. Hiệu suất. Hiệu suất thì tính theo cách nào? Hiệu suất thì bằng P gì? P out cho pin. P out ấy, công thức ra thì sẽ bằng gì? Công suất ra đây chính bằng T gì? Công suất ra của một hệ thống nhá. Thì tức là cái công suất ra, tức là công suất ra trên tải. Đúng không? Tức là thôi đây là công suất vào vậy. Thì sẽ bằng là gì? P out cộng với công suất thì tổn thất. Thất. Đúng không? Xong khi đó PA ở đây sẽ bằng gì? PA ở đây chính bằng TL nhân gì? Đúng không? Đúng không?
P tổn thất thì bằng gì? Nào, công suất tổn thất đây bằng gì? Công suất đơn tổn thất đây bằng gì? Nào, theo các bạn B nhân V kép, B nhân omega. B nhân V kép, nhân V kép đúng không? Đúng không? BV kép là moment moment ma sát mà cộng với gì nữa? Đây là tổn thất do ma sát, còn tổn thất do điện tức là P nhân RA nhân gì? Đấy. Nhà bình phương. Ừ, rồi. Thì chúng ta từ hai cái này thì chúng ta tính được B gì? Ta tính được B in. Là cái P in bằng này hoặc là cái P in sẽ bằng nhiêu VA nhân gì đúng không? Như vậy chúng ta có hai cái chúng ta chú ý, một là chúng ta V in đúng này, hai là V in bằng cái này. Với cái này thì là bằng những cái sinh sinh này đúng không? Đấy là cái các bạn chú ý. Ok, ví dụ như là một cái máy ở đây, một cái động cơ đây, thì đây là P vào đúng không? Đây là một cái dòng đây ra thì chúng ta có cái đúng không? Là một cái P ra. Nhưng mà trước cái P ra này thì còn một cái P gọi là P gì? Cái gọi là tổn thất. Thất thoát. Đúng không? Cái này thì cũng có thất thoát. Đúng không? Thì cái này chính là gì? Cái này chính là đây chính là P in. Cái này chính là P gì? P chính là RA. P RA nhỏ nhá bằng RA IA bình phương. Đúng không? Cái công suất này có thể là công suất gì? Bằng B W bình phương đúng không? Công suất này mới là công suất ra trên gì? Đấy. Thì cái thằng vào này thì phải bằng tổng các cái tổn hao cộng với thằng ra. Các bạn ok không? Ok. Ok đấy. Ok, chúng ta phải ok thật to vào. Rồi, thank you. Giờ chúng ta sẽ xử lý cái bài toán này trong MATLAB như thế nào? MATLAB thì đơn giản là một công cụ tính toán thôi. Không có gì nó là một công cụ tính toán, nhưng công cụ tính toán tương đối mạnh. Và cái này ấy, chúng ta viết là viết trong MOL file. Chúng ta có hiểu MOL file là gì không? MOL file là cái file đấy nó có cái dấu chấm là M. Nào bây giờ chúng ta xem là MATLAB là vào MOL file thì vào đâu. À, chúng ta có cái này không? MATLAB đây.
Nhớ không, mở file là vào đâu? New script này, gọi mở file. Ok. Thế kích vào đây nhá thì ta được màu file như sau. Thì chúng ta được cái sơ đồ như sau. Chưa? Nên là ta viết thôi á. Đúng không? Chương trình tính. Đúng không? Thì đó. Đúng không? Học làm bài tập 1. Bài tập 2. Đấy. Thế bây giờ chúng ta phải nhập các thông số vào. Trước hết là thông số động cơ. Thông số động cơ thì chúng ta có RA bằng bao nhiêu này, đúng không? RA bằng bao nhiêu này, KT bằng bao nhiêu này, KE bằng KT này, đúng không? Gì nữa? KT, KE gì nữa? TL bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, ta phải ghi vào. Ví dụ như là A đây bằng bao nhiêu này? Và A đây là bằng RA bằng 7, VA bằng 6. Nhá, RA bằng 7, VA bằng 6 và RA 120. Thì thầy ghi vào đây. VA trên cùng nhá, VA bằng 6 à. RA bằng 7. 7. RA bằng 120. Nhân 10 mũ trừ 3. Đấy. KT, KE thì bằng bao nhiêu? KT, KE thì bằng là 1,41 nhân 10 mũ trừ 2. Ok. Rồi. Xong đến là B. B hệ số ma sát thì chúng ta xem là 6,04 nhân 10 mũ trừ 6. Đấy. 6,04 nhân 10 mũ trừ 6. B à? Đây là bằng bao nhiêu nhỉ? 37 gì? Trừ 3. Đấy. Rồi. Gì nữa? Gì? Hello, thank you. Xong bắt đầu chúng ta mới đây là tính omega này. Tính tốc độ. Thì chúng ta nhớ là cái khi mà thầy đánh cái phần trăm đây là nó không, cái này là giống như comment, nó không tính. Đúng không? Thì cái mà omega sẽ được tính luôn bằng cái này. Tính luôn theo công thức này. Omega bằng là VAKT đúng không? RATL chia RA nhân B. KT. Đấy, chúng ta chuyển sang kia thì chúng ta sẽ tính được.
ta tính này, W đi bằng A nhân KT trừ RA nhân TL chia cho RA nhân B cộng KE nhân KT. Đó. Đấy, tốc độ. Thế. Tốc độ. Thế thì để mà tính tốc, để mà hiển thị tốc độ. Hiển thị tốc độ. Nên lên màn hình. Ta được lệnh này. Tốc độ động cơ là 10.5 F gạch gạch N đây là xuống gì? Xuống dòng. Còn 10 là 10 chữ số. Ví dụ như là 10 cái vị trí dành cho ví dụ 4.5 chẳng hạn, thì cái số 4 ấy nó có 10 vị trí. Và số 5 sau số phẩy thì nó có 5 vị trí. Tức là cách biểu diễn số thôi. Nhá. 10 đây ví dụ là cái số trước dấu phẩy. 5 là số sau, số chữ số sau dấu phẩy. Rồi. Thế bây giờ chúng ta gì? Chạy thôi, chúng ta lưu vào. Lưu vào chương trình vào đâu đấy? Vào cái chúng ta chạy. Đấy, xong rồi chúng ta xem kết quả. Đã thấy không? Tốc độ động cơ là 248.41346. Bởi vì mát nắp nó rất là mạnh trong tính toán. Phải nói là rất rất mạnh. Cho nên là chúng ta có cái này rồi thì chúng ta chỉ biết công thức thôi là chúng ta tính được. Đúng không? Có ai ý kiến gì không? Xem lại cái này nhá. Công uy chỉ cần rồi. Viết thế này là được thôi rồi, em viết lại là được đúng không rồi? Viết cái đấy mới ấn cái dấu tam giác này. Vâng, nhưng mà viết cái này vào MATLAB mà nó tính ra đúng không rồi? Chính xác. Vâng. Tức là muốn tính cái này thì chúng ta phải biết các giá trị trước đó nhá, chứ không thể nào mà đặt cái này nên đầu cái này là không được nhá. Vào bài MATLAB nó chạy theo dòng. Hay số là được đúng không rồi? Chạy dòng. Đúng không? Ok. Bây giờ ta tính hiệu gì? Tính hiệu suất. Thì ta có P in là bằng gì? P in à, P out thì sẽ bằng là TL nhân W. Đây là công suất ra. Là một. Hai là P in VA. À, thứ nhất là ta sẽ tính IA đã. IA sẽ bằng VA trừ gì? RA nhân gì? VA trừ KE nhân W nhân e nhé. Đấy, đóng ngoặc chia cho gì? Chia cho RA. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ là e sẽ bằng là KE nhân gì?
Này sức gì? Sức điện động. Kế. Gen sau đó là P in sẽ bằng gì? VA nhân. Công suất ra nhân tải là công suất cơ hay công suất điện? Công suất cơ. Công suất cơ nhá, còn công suất điện. Và xong nói gì? Hiệu suất. P gì? Nhân 100%. Chúng ta in ra thôi. Thế rồi ta lại chạy. Dễ không? Rất dễ. Chạy. Để xem kết quả nào. Kết quả đây. Rồi đợi tí. Kết quả đây. Quên à. Tốc độ động cơ là hiệu suất động cơ là 41%, kia là 248,41%. Nhớ. Nếu các bạn muốn xóa tất cả các dòng bên trên thì các bạn có thể CLC clear. Xóa xóa hiển thị trước đó. Clear xóa biến. Xóa biến trước đó. Không, nếu mà chúng ta chạy cái này thì này chúng ta cũng sẽ thấy là màn hình nó chỉ thể hiện cái cần thiết thôi. Ok. Mày ý kiến gì không? Lắm. Em không ạ. Có hiểu thầy nói gì không? Có đúng không? Vâng ạ. Thầy về lại màn hình viết để tính hiệu suất đi thầy. Thế không? Thế thầy kéo lên trên một tí.
Ok. Được rồi ạ. Ok, xong nhé. Thế bây giờ mình mới kiểm tra lại. Là bây giờ nếu như mà cái pin ấy, có thể pin 1 nhá. Đây là tính công suất vào theo các công suất. Cái pin để cho nó tách với cái biến kia nhá, sẽ bằng là P gì? Bằng TL nhân W. Đúng không? Cộng với B nhân W. Nhân W. Đấy là công suất gì? Cộng với, ở đây là Pout. Cái này chúng ta ghi luôn Pout luôn. Cộng với cả RA nhân gì? IA. Đấy. Thì cái công suất Pin 1 này với cả công suất Pin này nó phải bằng gì? Bằng nhau đúng không? Được không? Thì bây giờ ta in ra. Công suất vào là xem là cái này đúng không? Phải một cái nữa nè. Xem có đúng không? Nếu mà tính theo cái này thì là đúng đấy. Nếu mà nó hiển lệ đi là hai giá trị phải bằng nhau đúng không, công suất vào là hai cái phải bằng gì, bằng nhau, tức là các em có thể tính theo cái phương pháp nào cũng được. Understand? Bạn Hoan, bạn Hương. Vâng. Ok. À. Có không hiểu gì không? Không ạ. Yeah. Thank you. Có bạn nào không hiểu gì thì có biết. Không hiểu gì không? À. Có bạn nào không hiểu không? Bạn nào không hiểu? Tất cả là không hiểu đúng không? Tức là tất cả hiểu rồi. Ok. Good. Về lập trình thì đơn giản này thôi. Đó. Thì đấy, những cái này người ta gọi là màu file, bởi vì là khi các bạn xếp vào ấy thì nó có đuôi là tên các bạn đánh vào và nó mặc định là chấm m, cho nên gọi là màu file. Ok. Câu hỏi. Thầy gửi file này đi. Tí gửi. Rồi, ok. 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 Rồi, nhất trí. Cái này là nhất trí. Để xem cái này chúng ta gửi như nào.
Rồi, ok. Good. Bài tập số 2. Tí nữa sẽ gửi cái này cho các bạn. Ok, ta ra chơi tí. Các bạn ra chơi đi. Xong tan là vào học tiếp. Vâng.